Còn Di Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Thì theo như hôm qua thì Di Minh cũng đã nói với anh Nghiệp hai anh em. Thì hôm nay là anh Niêu sẽ cúng buổi hôm nay ha quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 6. 6 à quý cô chú anh chị. Chị Quang, khi nào anh đi thanh minh cúng gì á, mình muốn riêng á, mình lấy cho cái chú cái chén của chú. Anh hôm qua, hôm quay cái tháp nước cạn, xong tầng cẩm rồi kìa. Tháp nước bông mai. Để từ từ quay cái mâm cơm của anh Niêu cúng, của ai anh Niêu? Nè, câu hỏi. Khán giả nào á? Chị đem bản đây, để ngày mai em qua, em mua cái gì bình chánh. Gì nữa? Cái chị đem bí mật đó. Bí mật là anh chưa? Anh chưa hề biết biết mặt chị nha. Chỉ nghe qua giọng nói thôi. Chị Bình Chánh. Chị Bình Chánh. Nghe đọc cúng đó. Mấy đứa đây chị quá. Mà chưa biết mặt luôn, không biết tên luôn. Có cái tô cơm đó rồi. Tô cơm nằm dưới bàn, để dưới bàn đậu rồi đó. Cái này bên cô Huệ đúng không? Cô Huệ bên đây cho thằng Hải nó qua nó thành tâm đi. Hải. Hải nó đem một cơm qua nó cúng cho cô Thanh Kim Huệ ha quý cô chú anh chị. À, cho nó thành tâm. Thôi giờ mình, thôi giờ em lỡ em thắp hương đi, anh đốt anh cầm máy cho đốt đi. Thắp hương cho cô Thanh Huệ ha. Hôm nay nó thành tâm rồi đó quý cô chú anh chị ơi. Nó được bên net đó, bên net của hỗ trợ chú Thanh Điền đó. Thả cây gậy ra cho nó rồi, nó mừng quá, nó thành tâm nó lại nó thắp hương cô. Vậy. Đó giờ nó anh Niêu bên kia nó hứa là ngày mai nó mua trái cây nó cúng cho cô Thanh Kim Huệ đó quý cô chú anh chị. Đó. Không có khóc nghe. Không có khóc à. Rồi 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 đây nói đây rồi cũng đi. À, mình im ha cho nó cúng cái xong mình chọc nó. Cô ơi, cô dùng cơm trưa đi, con hứa là ngày mai con sẽ mua trái cây vô tạ ơn cô. Nói về cái vụ mà quay xe là Hải phải đứng top 1. Rồi. Nè. Rồi cảm ơn Thanh Kiều. Very good. Thanh Kiều very good. Này. Nay đọc tiếng Anh nó trời Thanh Kiều very good. Đó, giờ nó hả? Nói mà cái vụ quay xe là Hải là đứng top 1. Anh tối ngày anh sẽ xấu ta. Thôi đó em nói vậy rồi thôi đi. Nói chung là nói được vậy là nó cũng mừng đó. Cái người mà ấy là từ quay xe tốt là điều tốt mà em. Ừ. Chứ quay xe mà chịu quay xe hành xấu là cái đó không tốt. Đó, nó đi qua nó thành tâm rồi chú ơi, chú mà Thanh Điền mà nghe được cái này, nghe được lời nó khẳng nguyện là chú vui lắm đó, nó thật sự luôn á. Chú cười nó thằng quỷ này mấy hôm trước nó rải rồi giờ hôm nay nó cãi hối ăn năn rồi. Ông vui lắm đó, là thật á. Lần lên chú Quyến nó hôm nay chú Thanh Điền giếng một cô Huệ xong rồi dạ anh vậy á. Là có là bất ngờ chú Thanh Điền lên viếng vợ yêu của lúc nào cái vợ yêu thân người ta xong anh nói không? Bà xã cũng được. Ừ anh nói vợ yêu không bà à? Xã rồi dạ. Xong. Chú mà xem được cái video là coi chừng chú vui lắm á. Chứ thằng này nó bữa nay nó cãi hỏi thằng năng. Thôi để cho anh Niêu uống. Anh kêu mà cúng quà không? Hả? Kêu mà cúng quà không? Của chị Bình Chánh. Chị Bình Chánh là chuyên mà. Đó quý anh chị. Rồi đây thì cái tháp nước được thay đổi bằng những cái chai cao ha quý anh chị. Cái này gió mạnh nó có ấy không ta? Đừng có đụng, nó ngã, tại nó cao nó hiêu quá. Ồ, tháp nước giờ quá cao ha quý quý chị. Tại nó cao quá nó hiêu. Cao thì mà nó hiêu. Nó không ngã đâu, tại cái chân của nó nhiều chai lắm, nó nặng. Nước bữa nay là có có mấy cái gì? Hoa mai. Hoa mai quý quý chị. Hoa mai nở tết. Đẹp ha, đẹp mà. Đẹp, chai cao này đẹp hơn chai lùng. Ờ đúng rồi, ẩm chai lùm mà nó có tới đây bao nhiêu. Mình lên sợ là sợ nó hiu thôi. Nếu mà gió quá sợ thì sợ nó thổi lật cái này thôi. À ha ha. Chứ cao thì nó đẹp rồi. Tháp càng cao thì càng đẹp. Cái công trình của người ta những cái tháp mà bà con cô bác xem những nước ngoài đó, người ta làm những cái tháp rất là cao nha. Đó. Ủa vậy? Cái thằng Vương này nó khói xe mấy cái đồi giống như cho Tết nó tụi đây với mai mà treo nó không có đẹp. Từ từ cái nó nở rồi mình sẽ đeo lên. Cái tháp này sẽ có mấy tầng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng.
Anh Neil ơi, anh Neil, cái tháp này là vượt cái tháp của vượt mức cái tháp của ông Tâm Tạng, ông Tâm Tạng, ông đi thỉnh kinh đó ở bên mà ở bên Trung Quốc mà ông đi thỉnh kinh ở bên ông lấy kinh ở bên mà gì Ấn Độ, xong á mà ông thấy bên Ấn Độ có cái tháp là 5 tầng năm tầng á, ông mới về, ông cái ông vua gì ông mới lấy ý tưởng ông cắt cái tháp 5 tầng, sau là cái tới cái thời của ông vua gì nói ngang cái mình quên rồi, bên Trung Quốc á mới là xây thêm 2 tầng nữa là 7 tầng, mà cái tháp ở Việt Nam tháp nước của chú tới 9 tầng hơn 2 tầng tại vì cái ông Tâm Tạng ông đi qua bên Ấn Độ á, ông thấy là bên Ấn Độ là xây mấy cái tháp rất là đẹp đó. Đã đi cấp đây, phụ tá chụp cho cái Phương. Lấy cái đứng cấp đây này. Quá trời luôn ha, anh Niu anh lấy cái ảnh cái đại diện luôn ha quý cô chú anh chị. Cái tháp vậy. Quay lên cái coi, quay cho chụp bộ hình coi. Cười lên coi cái mặt nhăn nhăn như khỉ trời. Dạ. Rồi rồi, cái tháp xuất hiện ở 1 năm. Rồi. Rồi hả? Kêu rồi gì luôn hả? Ừ, lát anh cho trang nói cho coi. Giờ kỳ gan gì luôn, có gì chửi ông Khương nha. Đó, quý cô chú anh chị. Tháp cao thì nó càng đẹp quý cô chú anh chị. Tại vì đó, cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Trưa nằm trên chai muốn ăn thuốc. Ngày nào cũng lấy chai đó. Dạ. Yeah. Giờ mình lấy chai nó đi. Để uống nước uống nó. Yeah. Tìm chín chai nha. Chai nhỏ. Chai nhỏ lấy chai nhỏ thôi. Cảm ơn chị nãy em ginh vô em cũng có ké em ginh vô nước vô cho em thỉnh chai lọc nha. Rồi chai lớn luôn đi. Chai lớn luôn đi. Đúng rồi. Em thỉnh chai nước muốn lọc nghe chị Hồng Ngọc. Gì? Về hả? Đi đâu? À vậy. Đi đâu? Xin cậu năm chưa đi. Xin cậu năm chưa đi. Con cháu chưa. Quý cô chú anh chị, hôm nay là Niu ha cúng. Thì anh em mình với Niu thì thay đổi cũng như là người cúng ngày quý cô chú anh chị. Thay đổi với nhau ha. Bốn đứa. Con lớn là 3 đứa con rồi, nhỏ nhỏ 1 đứa. Con ra ba lấy chồng rồi đó. Gì hả? Trời ơi, con bố em tưởng đâu chị là nhỏ tuổi hơn em ai ngồi mà sao chị trời ơi, mà bữa đó em nghe nói có 37 à. Ồ, vậy dữ hả? Rồi gì là nghe lộn rồi. Vì là giờ hỏi cái nào mình phải hỏi chính xác mình mới biết ha. Con gái bà. Con gái chị có con đứa 10 tuổi rồi. Con gái 10 tuổi rồi. Cháu ngại 10 tuổi. Rồi con của chị nhỏ này mấy tuổi? Nhỏ gái lớn 28. Rồi con chị có nhỏ con nhiêu? Trời, cháu ngoại mà lại là có con là lớn hơn mẹ. Cháu ngoại có con 10 tuổi, còn chị bà ngoại có con có 3 tuổi à. Cháu ngoại bà 10 tuổi rồi đó. Tôi đi vô đi nha. Cháu ngoại 16 tuổi mẹ chị gả chị rồi. 16 tuổi lấy chồng. 6 tuổi lấy chồng rồi. Trời ơi. Chị 47 tuổi mà đó quý cô chú chị, hôm nay là anh Niu cúng ăn cơm. Đó, rất cảm ơn anh chị Bình Chánh ha. Đã gửi cho anh Niu cúng mâm cơm chay rất là ấm cúng luôn cho chú. Một lần nữa thì Duy Minh cũng chúc cho cô Thanh Kim Huệ mộ của chú của cô lúc nào cũng là ấm cúng. Tụi con sẽ cố gắng thắp hương cho cô mỗi ngày. Và cũng cảm ơn chú Thanh Điền đã gửi gậy cho Bùi Hải, nó còn nhỏ dạ dột, có gì thì chú cũng bỏ qua giùm. Người lớn mà người ta dễ chịu lắm quý vị. Mình nói một câu xin lỗi thì mát lòng đó. Chú cũng đâu có hẹp hòi gì đâu đó quý anh chị. Ở đây ha, bà con quát mình biết ha, không có ai mà hẹp đâu quý anh chị. Ăn thua là cái lời nói của mình á. Mình nói là người ta cho dù hẹp cỡ nào đi nữa, người ta cũng rộng lòng, mở rộng ra quý anh chị. Vì mình tin rằng con người của mình ai cũng có cái tấm lòng nhân hậu hết quý anh chị. Ăn thua là lời nói mình đối xử với nhau. Mình nói cho nó phải chí là người ta sẽ có cái mở lòng à quý cô chú chị. Thì thôi, video đến đây thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước đang xem qua video của Duy Minh thật là nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát đài phát lộc, làm gì được mấy. Xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.